hai các bạn chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của tân ngày hôm nay nha thì à, cũng đã lâu rồi à, nhiều khán giả yêu cầu tân kể câu chuyện về yêu tinh đặc biệt là hồ ly hoặc là hồ tiên cho các bạn nghe thì sẵn hôm nay tân có một cái câu chuyện rất là hay từ một bạn fan gửi về à, thì cái nhân dịp đó tân kể cho các bạn nghe để mình hiểu hơn về thế giới của yêu tinh và những cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào à, trên cái đất nước Việt Nam của mình. Thì câu chuyện này bạn kể về ông nội của bạn. Thì năm đó ông nội của bạn là 87 tuổi. Thì bà nội 70 tuổi thì bà nội qua đời là do lớn tuổi qua đời thôi. Cho nên là ông để tang bà nội 2 năm. Thì đến năm 89 tuổi đó, ông mới kêu hết con cháu trong nhà ngồi lại ở tại cái cái, cái ngôi nhà Trần mình Trọng là nhà thờ tổ thì giống như là cái nơi thờ phụng ông bà vậy đó, à. thì khi ngồi lại thì mọi người lắng nghe ông mới nói rằng là ông đã đến cái tuổi mà gần đức xa trời rồi, thì bây giờ ông không có còn luyến tiếc gì nữa cho nên ông gọi con cháu lại với hai mục đích chính, một là chia gia tài, nhà cửa cho ai, đất đai cho ai như thế nào, chia hết lúc đó luôn. Thì thật ra ông làm vậy cũng đúng Bởi vì đã lớn tuổi rồi thì phải Chia lại để cho con cháu lo cái hậu vận cho mình sau này Và điều thứ hai nữa là ông có cứ cái ước nguyện Sau khi ông chia xong xuôi hết rồi Ông không muốn ở lại căn nhà thờ ông bà này nữa Mà ông muốn về căn nhà cái Có nghĩa là cái nhà đầu tiên Mà ông lập nghiệp Và nơi đó đó Nó có kỷ niệm và ký ức của ông với lại ông bà cố cũng như là những cái người chòm sớm ngày xưa những cái hình ảnh mà khi ông lớn lên tại vì khi ông lập nghiệp thành thành công thì ông đi ra khỏi cái nơi đó à, ông mua nhà ở nơi khác lâu rồi không có trở về cái căn nhà kỷ niệm đó cho nên ông muốn trở về căn nhà đó mà nó nằm trong chợ thì thực ra ba mẹ bạn này rồi chú bác con cháu đều hiểu hết tại vì người lớn tuổi đó đến một cái giai đoạn nào đó họ muốn quay về với kỷ niệm họ quay về để hoài niệm thì cái chuyện mà họ đòi về cái căn nhà cái ngày xưa là chuyện rất bình thường và căn nhà đó cũng không phải là căn nhà bỏ hoang nó không phải là hoang sơ hoang tàn không ai còn cúng kiến nữa nhưng mà đó là cái nhà mà một năm bốn mùa xuân hạ thu đông là đều có người tới để mà quét dọn cũng như là coi lại đường ống nước rồi gia cố để cho nó giữ nguyên cái cái nét của ngày xưa nó không có hư thì hôm nay ông nội mà dời về đó thì cũng vô ở luôn chứ không phải suy nghĩ đắn đo gì nữa thì khi ông về đó ông mới kêu những cái người phụ người làm trong nhà là một là đẩy cái tiệm tập quá ra ngoài mặc dù ông không bán ông không có bán ông đóng cái cửa sắt lại ông không bán nhưng mà ông muốn là đẩy cái tủ ra ngoài để cho ông có được cái cảm giác ngày xưa khi mà mẹ ông là bà cố của bạn này đó vẫn còn buôn bán rồi ông cũng đi tới đi lui phụ à, thì con cháu thấy vậy cũng không nói gì và ông cũng chỉ muốn ở một mình thôi ông không muốn ai vô chăm lo hết một ngày ba bữa thì con cháu thay phiên nhau đem đồ ăn qua à để mà phụng dưỡng ông thì lúc ban đầu họ thấy bình thường nhưng mà chừng hai ba tháng họ thấy kỳ là họ thấy ông cứ ôm di ảnh một ai đó nằm ở trong căn nhà đó thì lúc ban đầu thì con cháu không có để ý lắm tại vì họ tưởng là cái di ảnh là di ảnh của ông bà cố tại vì nhà đó là nhà nhà gốc mà thì chắc có lẽ là di ảnh của ông bà cố cho đến một cái lần là cái người con gái út đó là qua bên nhà thì lúc đó ông đi vô ông đi vệ sinh thì cổ mới dở cái tấm di ảnh đó lên thì là một người con gái hoàn toàn lạ mà cổ cảm giác cái người con gái này có linh hồn Trẻ, đẹp Nhưng mà lại rất là là kỳ lạ Giống như là ánh mắt nó có cái linh hồn Nó đang nhìn mình vậy đó Cũng hoảng hồn, của sợ Và cũng biết là phải mẹ mình Và cũng phải ông bà cố Tại vì ảnh mẹ mình Từ trẻ đến đi khi già thì cổ phải biết chứ Mà ông phải mẹ mình Hả? Thì tại sao ông lại ôm hình ảnh một ai đó Thì mới về nói lại cho anh em trong nhà thì anh em trong nhà mà nói là thôi thì bây giờ ba lớn rồi không lẽ cái chuyện mà riêng tư của ba mà mình cũng vô mình 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 nói mặc dù biết cái chuyện này nó cũng không hay nhưng mà thật sự nhiều khi ba có những cái nỗi khổ hay là quá khứ riêng mình không có tiện mình chia sẻ thì không ai nói nhưng mà cái người con út là một lần nữa khi mình đem cơm qua thì phát hiện là ông nói chuyện với ai đó ở trong không khí và ông xưng hô rất là thân mật và kêu là mình ơi và nhiều lần cái người con út này để ý thấy cái người này là một cô gái đẹp mà lại có đuôi hồ ly thì lập tức về mới nói cho anh chị em trong nhà nghe thì người nhà mới thấy bất ổn mặc dù ba mình là gần đất xa trời rồi nhưng mà cũng muốn ba ra đi trong thanh thản Chứ đâu có muốn bà bị yêu tinh hay là ma quỷ rù quến Mà nhà thì nhà để hoang cũng đã rất là lâu rồi Mấy chục năm rồi không ai ở Mặc dù là cũng có gia cố Rồi cũng có này kia mà cũng chỉ trong một ngày hai ngày thôi Thì biết đâu ma quỷ nó cũng vô đó Tại vì khi mà ông về Mình cũng không có mời thầy về coi coi nhà ở được không Tại vì nghĩ là nhà cái Là cái nhà mà ngày xưa Mà ba mình lớn lên mà Nếu mà có ma thì phải biết chứ đó thì lúc đó gia đình mới lo lắng mới mời thầy về thì ông nội bạn này cản chửi cản nói tụi bay không được đụng tới người con gái này cả đời của ba đó chỉ đợi được giây phút ở bên cô ấy lần cuối cùng này thôi tụi bay không có hiểu đừng có kêu thầy về tầm bậy ba không cần phải đụng vô thì những người con mới thấy vậy mới sợ sợ thì mới không dám kêu thầy vô nhà Tại vì ông cụ lớn tuổi rồi Đụng một cái là lỡ có chuyện gì là mình Mang tội Thì các con mới vô ngồi xung quanh Thì ông mới ôm cái di ảnh Cái người đó Vô ngồi xung quanh mới hỏi chị thôi ba, ba dạy đi Ba dạy ba nói sao cho tụi con hiểu đi Chứ má mới vừa mất 2 năm Mà ba về đây Ba sống hoài niệm mà tưởng hoài niệm gì Mà hoài niệm với cái người con gái Mà không phải là mẹ, không phải là má mình thì lúc này ông cụ mới nói rằng là đây là cái điều mà ba chăn trở cho nên là lúc đó ông nội mới kể hết cho mọi người trong nhà nghe là ngày xưa đó là lúc mà ông nội của bạn này còn trẻ thì là làm phụ cái tiệm tạp hóa tại cái nhà đó thì ông bà cố là người bán ông nội là cái người phụ tuy là lúc đó cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi cũng là 21 hay 2 tuổi rồi nhưng mà chưa có quen ai chưa có mối mang nào bị là cái cuộc sống người trong chợ mà sáng sớm là phải dọn hàng bán tờ mờ tối đóng cửa lại bạn bè thì cũng chẳng có ai còn mà quen biết thì chồng vòng chòm sớm thì toàn là những người mình không ân là không có đẹp đó không ân thì à, mẹ của là bà cố đó của bạn này có hứa là 25 tuổi đi rồi gia đình mình buôn bán khấm khá hơn chút để dành tiền tìm bà Mai, bà Mối. Gả cho vô gia đình ai mà đẹp đó. Tìm về cho làm dâu là có 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 vợ. Thì ông nội đồng ý. Tại vì còn trẻ mà chưa nghĩ tới. Thì ở đối diện cái tiệm, cái nhà của, của, của bà Cố lúc đó là có một cái hàng chuối chiên mà cái hàng này đó thì cái 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 người, cái bà mà chiên đó thì bà cũng chạc tuổi với lại bà cố lúc đó và cũng có một người con gái tầm 16, 17 tuổi. Nhưng mà cái người con gái này thì cuộc sống cũng chở búa lem lũ. Bận đồ thì giá trước giá sau. Bạn biết rồi. Tại tuy là nhà của ông nội bạn này khá hơn. Là có nhà trong chợ mà. Tiệm là nhà mà. Còn bên kia là mướn cái sạp thôi. À, nhưng mà họ sống tình làng nghĩa sớm với nhau, qua lại với nhau. Nhưng mà nào giờ ông nội không có để ý cái người con gái đó. vì Lam Lũ nhìn xấu quá không có để ý thì một hôm đó là bà cố với ông nội ngồi ở đằng trước cái 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 hàng bán thì mới nghe cái bài mà bán chuối chiên đó bà ra bà nói với cái cô con gái là mày về mày coi đó mày tắm rửa sạch sẽ đi má có mua cho mày cái cục xà bông mà của ông tây đó xà bông ngoại đó bạn tắm cho thơm rồi bận cái áo bà ba màu thiên thanh đó để mà chiều nay nhà trai người ta qua ta coi mắt đó nha Hôm nay cho mày nghỉ một buổi Đi lấy chồng đi đó Chứ còn con gái mà mà, mà ngồi ở đây Ngày nào cũng đầu tắt mặt tối Thì không có tương lai Má nhìn má xót Mẹ nào cũng thương con đó là Muốn làm mai làm mối gã vô nhà người khác đi Để mà về phụ chồng Thì cũng đỡ hơn là sống trong chợ cực khổ Thì lúc này là Ông nội với lại bà cố cũng không để ý lắm ở như nó gã ai gã kệ nó mình đâu có thích đâu nhưng mà cái cô đó cô về cô tấm táp là sạch sẽ cô bận cái áo bà ba màu thiên thanh ra cô đứng cô kêu má rồi chừng nào nhà trai người ta qua Thế thì cái bà chiên chuối và hết hồn thì con gái bà đẹp quá nào giờ là là, là không có thấy con gái bà xinh vậy thì đầu tắt mặt tối mà đó, nay lụa là son phấn vô chút xíu đó thì lúc đó là bà cố của bạn này mới kêu qua ở trong tiệm tập quá là có bán son phấn ngày xưa người ta bán mỹ phẩm dùng là bán son phấn chấm 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 phấn nền rồi má hồng môi son vậy đó bạn, à, thì lúc đó mới uh, kêu qua để mà gọi là ngày xưa ta gọi là maquie <laughs> chứ không phải là make up hay là trang điểm ta gọi là maki đó à, thì qua maquie dùng cho để mà nhà trai qua đặng mà có chút nhan sắc để mà gả đi thì qua trang điểm sau đó ông biết mà đẹp quá da trắng môi hồng xinh xắn đẹp thì ông nội của bạn này mê đàn ông mà nhưng mà nào giờ nhìn thấy thì lam lũ quá không thương nay chiều nay là người ta gặp nhà chồng rồi mê mà mất mối bây giờ giành đấu được nữa tại vì chiều là người ta đi rồi mà cái cái nét đẹp này, cái dáng ngọc ngà này là thôi. Bên kia người ta chịu liền. Đó thì không biết sao. Thì ông nội mới đi ra đi vô chắc lưỡi hoài. Thì bà cố lúc mới hỏi là mày bị cái gì á? Mày bị cái gì mà từ sáng đến giờ đó mà không có yên với mày. Bị đi ra đi vô đi vô đi ra mày bị cái gì? Thì ông nội không có dám nói. Bị nói ra kỳ. Ông nội mới nói cái câu vui dơ như vậy. Là mình nghĩ mình mất người ta rồi. Mới nói câu vu vơ với bà cố là trên đời phải chi có thần tiên Phải chi có ông bụt Ông hiện ra con ước cái gì, gì là được cái đó luôn Chứ thì ông đời ở trời ở đời này mà ông trời sao mà ông tàn nhẫn quá Là nhiều cái mình thích mà mình chưa kịp có đi mất tiêu là Nói chuyện chơi vậy các bạn Thì bà cố nghe vậy cũng hiểu mà bà, bà cố cũng chỉ là bà cố nói là ở ngoài cái đầu chợ mình á có ông người Đài Loan Ông có cái đền thờ Hồ Tiên trong nhà đó Tao nghe nói là bỏ đâu là một đồng đó Là cầu là phải coi như là hiến tặng cái gì đó thì Là hiển linh ghê lắm Thì mày coi mày cầu cái gì mày ra mày cầu đi Thì ông nội lúc này nghe vậy nói chung là yêu mà Đàn ông yêu là rạo rực Thì mới chạy ra bỏ một đồng trên bàn Mới cầu Cầu Hồ Tiên đó là nếu mà cho lấy được cô này làm vợ đó là hiến tặng tất cả bốn cái gì cũng được cho hồ tiên luôn cái hạnh phúc cuộc đời mình nhưng mà lúc cầu thì cầu chơi à, cầu là muốn lấy thiệt á nhưng mà cái lời hứa là hứa chơi chứ ai đâu mà cho hạnh phúc mà cho thần tiên thì khi mà cái điều đó nó diễn ra ai về đâu buổi chiều cái chuyện kinh thiên động địa nó xảy ra là nhà trai bị tai nạn chết hết 15 người thì cái cô này lúc này mang cái tiếng đó là chưa về nhà chồng mà hại chết nhà người ta cho nên tiếng xấu đó không ai lấy mà cổ cũng lỡ cái mối duyên đó luôn không ai lấy cổ lỡ mối duyên đó thì ông nội của bạn này lấy ngon quá trời đẹp quá trời mà mình nhìn thấy mà thì bà cố lúc đó cũng đồng ý cáp kèo hai bên lấy nhau về thì lấy về đâu khoảng 3 tháng Thì tự nhiên thấy cái cô con dâu của mình đẹp ra Không có son phấn lụa là Nhưng mà da trắng môi hồng đẹp ra Mà càng ngày càng yểu điệu càng khác Rồi bao nhiêu cái người mà không đàng hoàng tới rù quến Biết người ta là gái có chồng Dẫn tới rù quến Hồ Tiên mà các bạn Thì trải qua nhiều cái chuyện mà mà đủ thứ hết Thì một năm ở với nhau mà không có con đi khám tây y đông y người ta nói đó là sức khỏe bình thường chắc là do hai vợ chồng tâm lý sau đó từ từ bình tĩnh lại là sẽ có thì cái ngày hôm đó ông nội của bạn này ngủ ngủ say không biết gì còn bà cố thì lớn tuổi mà tay thính thì nghe dưới bếp ai đó lục đồ mới đi xuống nhìn thấy con dâu của mình đó, là đang bắt thằng lằng ăn sống thì bà sợ quá Bà hoảng hồn bà sợ quá Bà không dám la lên Bụng rụng hết rồi mà không dám la lên Sợ là có chuyện gì Bà mới bước nhẹ nhẹ lên Thì một cái lần bà bước lên bà nhìn lại đó, Bà thoáng bà thấy cái đuôi hồ ly Đuôi cáo Thì bà nghĩ rằng có bao giờ con dâu mình nó thành quỷ rồi hay không Tại vì bà thấy nó khác Thì hôm sau đó Bà mới ra cái chỗ mà cái ông Đài Loan đó, Bà mới hỏi là Tôi thấy con dâu tôi biểu hiện vậy đó thì nó có phải bị hồ ly nhập không? Thì ông này ông là cái người thờ hồ tiên mà, ông nói đúng rồi. Ông nói đúng rồi đó. Thì bây giờ tôi cho bà một cái lá phù, bà dán ngay cửa bếp. Hễ năm 10 ngày nó không vô nó ăn được đó, nó không uống máu được đó. Thì trước sau nó cũng sẽ đổi tâm tính nó, nó nó khó chịu nó la hét. Thì đó là hồ ly. Bà liệu bề mà nói chuyện với con bà. Bởi vì hồ ly nó có hai tập tính thứ nhất khi mà nó bị hồ tiên chiếm xác nó sẽ uống máu để mà nó nuôi cái cơ thể nhan sắc của nó và nó sẽ sử dụng cái gọi là cái tinh khí của người đàn ông để mà nó sống nó trường tồn thì trước sau gì con bà mất cái tinh khí đó cũng chết yểu mà thôi thì nghe đến đây bà nội của bà cố bà cố của bạn này sợ quá mới hỏi ông thầy đó là làm cách nào để mà cứu con mình Ông mới nói là chỉ có một cách duy nhất thôi Là phải chứng yểm nó Nhưng mà khi hồ ly thoát xác rồi Là lời giao kèo nó cũng không còn hiệu nghiệm Thì cô gái này trước sau gì cũng chết Nhưng mà cổ mất đi rồi Con bà sẽ được sống Được bình yên như bao nhiêu người khác Thì bà cố về mới lôi ông nội ra nói Nói sự thật Là cái ngày đó mày có hứa gì với cái đền hồ tiên không Thì ông nội mới nói có thì bà cố với nó là vợ mày bây giờ đó không còn là nó nữa hồ tiên chiếm xác nó rồi hôm bữa má thấy nó như vậy đó mà trong tương lai nó, nó hút tinh khí của đàn ông nó hút con chết rồi nó sẽ đi hút những người khác thôi thì chứng yểm đi con thì bạn nghe đến đây thì ông nội bạn này sao chịu đang yêu mà đang lụy mà không chịu nhảy giận lên không có chịu không má nói gì kỳ vậy? má nghe chuyện tâm linh gì kỳ gì sao má lại chứng nghiệm vợ con thì lúc này bà cố không còn đường nào để mà nói con mình nữa thì bà mới chụp tay của ông nội lại bà mới nhét dùng cái lá phù bà kêu con cầm lá phù này con bỏ vô túi đi nếu một ngày cũng tin lời má đó mà con biết vợ con là hồ ly đó thì con hãy đổ cái bột ở trong cái lá phù này cho nó uống thì nó sẽ bị diệt vong để mà cứu mạng con. Đó à, thì khi nói đến đây đó các bạn. Thì giống như là ông nội cũng muốn làm siêu lòng mẹ mình thì bỏ vô cái túi pyjama ngày xưa có áo bận đó, bỏ vô cái túi đi về. Thì khi mà về thì không ngờ là cái cái cô đó cổ là hồ hồ ly mà cổ nghe được cái cuộc nói chuyện đó. Nhưng mà cô chỉ nghe được một nửa khúc đầu là gia đình phát hiện cổ là hồ ly thôi. Thì cổ mới kêu ông nội ngày hôm sau đó đi chùa cúng dường tam bảo đi tại dạo này cái cơ thể cũng bất thường quá cúng dường tam bảo đi để mà may mắn sức khỏe mình nó, nó, nó lên lại đó thì ông nội bị lụy tình mà nói thì nghe không biết chùa nào nó đi đại thì đi cúng bao nhiêu chùa về đó thì thấy chòm sớm đứng xung quanh nhà mình vô hỏi thì mới nói rằng là mẹ là bà cố đó té cầu thang chết thì nghe đến đây là Ông nội quảng hồn mà Bởi vì sao Thứ nhất là mẹ mình mới vừa nói mình hôm qua Mà hôm nay có chuyện Thì đám tang vừa xong chưa tới 10 ngày Thì ông cố à, Ông cố là ba của, của, của ông nội đó Ông cố của bạn này đó Buồn thương vợ quá mà Đêm nằm ngủ đi luôn À đêm nằm ngủ đi luôn Thì bắt đầu các thầy tới là đêm lắm ma là trùng tan rồi ha thì mới nằm thì chưa kịp hoàng chưa kịp liệm gì hết trơn đang nằm thôi thì cái cô này nè tự nhiên cô đi tới cô nhìn mặc ánh mắt của khác lắm thì vô tình trong khoảnh khắc đó là chắc là do ông nội đi chùa cho nên may mắn được thần linh gia hộ sao nhìn thấy được khoảnh khắc đó thì mới biết rằng là đây là hồ ly chiếm xác cái người mình thương mà hại cha mẹ mình chết ông nội đau lòng lắm nhưng mà xong đám ma hết trơn rồi xong xuôi rồi thì lúc đó ông nội mới lấy cái phù ra à thì cái phù nó hiệu nghiệm mà cái cô này cũng không có tới gần được hay là cô không có hại được cái tinh khí của người đàn ông đó ta thì mới lấy lá phù mà mở cái bột bên trong đó nửa đêm đổ thẳng vô trong họng cô này thì chừng khoảng một tháng sau là cái người con gái này cũng mà Đột quỵ mà chết thì cái tiếng oán đó nó đi dòng về ông nội của bạn này một người đàn ông mà lấy vợ mà sát cha sát vợ sát cha mẹ ruột sát vợ mình luôn cho nên ông nội chịu không có nổi chịu không nổi mà ông nội không dám nói cho ai biết đó là người con gái mình thương nhưng mà lại là hồ ly tại do mình giao kèo cho nên mới xảy ra cớ sự này thì ông nội mới cầm cố cái nhà đó, đi nơi khác thuê nhà làm ăn. Thì làm ăn thì ngày càng lên thì mới lấy được bà nội sau này. Thì mới đẻ ra chú bác rồi ba của bạn này. Thì bao nhiêu năm đó ông không có kể câu chuyện này cho ai hết. Mà ông cứ kêu mọi người phải giữ cái căn nhà gốc đó lại. Không có kể cho ai mà phải kêu giữ lại. Thì đến bây giờ là 89 tuổi gần đất xa trời rồi mới tiết lộ cái câu chuyện này ra cho con cháu nghe và ước mong đó là mình được chết chung với người này tại vì đây là người ông nội thương thì gia đình mới ngồi họp bàn lại thì rốt cuộc mới nói rằng là cái người thầy pháp mà gia đình dẫn tới ở đó luôn mới nói rằng là khi mà ông chết như vậy đó thì sẽ đi với hồ tiên mà thành tinh thành quỷ chứ không có được siêu sanh ở miền cực lạc cho nên là phải ngăn cản cái lương duyên này một lần nữa Người và yêu không thể đến được với nhau Thì gia đình bắt buộc phải một lần nữa Chia loan sẽ thúy là vô chứng yểm Cái nhà này Ông nội gào thét nhưng mà phải ráng mang đi Thì ba tuần sau Ông nội qua đời Nhưng mà qua đời ở cái nhà tổ Ở Trần bệnh Trọng thì cúng kiến thầy pháp phải nói là ông có thể về miền cực lạc và căn nhà này buộc phải bán đi để mà linh hồn của ông đừng có nhớ tới mà quay trở về nữa mà ông lo ông tu tập ở cái miền mà đức hứa của ông đi à, thì gia đình mới bán cái căn nhà trong chợ đó đi à bán đi và từ đó không còn cái tung tích gì về người ở trong nhà đó nữa nhưng mà bạn này lại kể cái câu chuyện về ông nội đã từng yêu một người hứa với người ta với hồ tiên mà chiếm xác người yêu của mình bạn thấy ghê không đừng bao giờ hứa hẹn với thần linh hay yêu ma một điều gì đặc biệt là đem hạnh phúc tương lai sắc đẹp sức khỏe để mà đổi chát bán mua Họ lấy đó, chứ phải họ không lấy đâu. Chỉ là lấy muộn hay lấy sớm mà thôi. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích, Nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.